đến mua dúi một cái trang trại nào đấy, các bạn muốn nó chọn là dúi tốt ấy, là đầu tiên là phải nhìn cái dàn bố mẹ đẹp đã, thứ hai là phải nhìn đến con non nó bị béo nhá. Con non mà gầy như dơ xương như thì ăn cái gì? Đây cái đàn con non người ta nhìn lông nó mượt nó béo như thế này đúng không? Này nếu mà các bạn mà nhìn thấy nó gầy như con mắm ấy thì bắt về trước muộn sớm muộn thì cũng chết thôi. Toàn ba cái dúi lộn khổ mê, xong rồi suốt ngày đứng lên như tuyên bố này nhé. Với hơn 10 năm kinh nghiệm nuôi dúi của chúng tôi hàng mấy phân trại, hàng năm mấy phân trại, thu nhập hàng năm hàng chục tỷ đồng. Khả năng nghe cái quần lót bên trong mặc quần thủng mít làm đếch gì có cái việc đấy. Tuyên bố to mồm lắm, xong rồi ký giấy cam kết là đi nếu mà đẻ ít, đẻ dưới 3 con hỗ trợ đổi con khác. Ôi xin lỗi nha, đến đổi nó đổi cho con dúi nhà nó khả năng còn mấy năm không đẻ rồi nó xong, tự nhiên đổi lợn lặng. Xong rồi có nhiều trường hợp bác cứ đem, bác cứ đổi đi. Xong rồi nó bảo dạo này chưa có dúi đổi, bác cứ để đấy đi, xong rồi hôm nào có dúi thì cho đổi. Để rõ ràng đem dúi nhà nó nửa năm nay rồi mà vẫn chưa gọi điện đến để đổi dúi nó. Thế mới cay chứ. Xong đến lúc có quần quải quải con dúi nó bảo bạc lên lấy quần đây lấy, mà không thì phải nợ khất bác ạ. Ô, thế thì có một mút mùa. Làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng ký giấy cam kết thế. Đúng không bà? Ừ, đúng. Bên kia đi mua cây lan đột biến kìa, hồng nhìn thủy đàng hoàng kìa, năm cánh trắng không tên với người đẹp không tên này. Nên lúc mua có hai lá này, xong đến lúc nó lên nửa mét nó ra hoa. Thế đến lúc đấy thì có ngày sai hoa rồi em phải bảo hành đổi. Tôi bảo ngày xưa tôi bán ông có hai lá như này, bây giờ ăn dài bằng cái cán chổi này tôi biết là cái cây nào là cây tôi. Ông bán bố cái cây đấy thì rồi ông lấy cây khác về ông bắt bắt đèn à? Đúng không? Hòa nhau. Thực tế luôn. Đấy. Hòa nhau. Ê, không chém gió nữa, máy quay sang bên kia quay bà cho ăn đi. Hôm nay bà Thanh Vlog chỉ làm này, cho đàn dúi chậu cám siêu to khổng lồ nhé mọi người. Bà lại trộn ra một chậu cám siêu to khổng lồ. Đàn dúi ăn đây. Bà thiếu bà câu là các cháu ơi này đấy. Các cháu ơi hỏi chửi đấy. Hỏi bảo ra án này xem mà nó gọi mình mà các cháu. Hỏi không xem. Nên hôm nay không gọi. Hỏi sữa mình đâu rồi nhỉ? Sữa. Thế là bảo là. Đây mọi người này, chú ý này. Gạo này là gạo khăn dân. Thế là loại gạo cứng. Tại sao cho dúi ăn này hay chọn cái loại gạo cứng? Thì loại gạo cứng này là nó sau khi nó nấu có cái nhớt nhựa bên ngoài là ta rửa đi được, là nó không bị dính ruột. Còn nếu mà chúng ta mà cho ăn gạo dẻo ấy là con dúi nó hay bị dính ruột nhá. Đấy, nó mà dính ruột ăn nó dính nó không tiêu hóa được, là nó tắc đường ruột là nó ỉa ra cái cứt bết vào đít là nó chết toi đấy mọi người ạ. Bà cho gì nhiều thuốc thế? Thì thuốc này thuốc phòng. Thuốc này thuốc phòng của dúi. Đây mọi người nhá, hôm nay là nó là thời tiết thất thường tuần này rồi bà nhỉ. Mưa gió thất thường. Mưa gió thất thường cho thêm thuốc vào để cho nó phòng chống bệnh. Bà dơ luôn cái nhãn này cho mọi người biết là loại thuốc gì. Này thuốc đây là viêm hô hấp. Trị hô hấp. Hô hấp. Hô hấp. Trị bệnh hô hấp. Ôi cái thuốc này bay vào trong mũi đắng thế. Đắng nhỉ. Còn đây là cái. Đây là sữa. Sữa. Giống như mình luôn được ăn sữa ấy mọi người, sướng lắm. Sữa lon của. Cái này được cân không? 2, 4, 6, 8, 9 lạng. Chín lạng sữa này thì dành cho khoảng tầm 400 con bá đào ăn nhé mọi người. Không phải là ít đâu. Đúng nó mới ta chữa bổ sung thêm sữa. Cái của mình quá nhiều dúi con đấy. Mà không cho ăn thêm sữa này, ui, thơm lắm này. Bổ sung thêm sữa. Thơm lắm. Đây là sữa lợn nhé mọi người. Thơm nhỉ. Sữa lành như lợn con này. Thơm mắt luôn. Đấy, cái sữa này là cho như lợn con mà nó vừa mới được 3 ngày tuổi mà lợn mẹ thiếu sữa là người ta bổ sung thêm cái này hòa ra nước cho lợn uống này. Thì dúi nhà mình nó thuộc cái hạng sang rồi. Đấy. Mà mọi người nhớ là khi mà ở trang trại nào tôi không biết, nhưng mà nếu mà mua của trại dúi xuyên Việt ấy là về là mọi người cứ cho ăn theo cái chế độ này thôi nhá. Tìm nhà tôi sữa. Có sữa đấy. Tìm sữa vào cho nó bổ sung thêm cho nó có chất để cho nó mới phát triển. Phát triển cao cân nặng à? Cao cân nặng. Ui dồi, trộn vào nó như thế thơm phức. Ui thơm lắm. Thơm lắm. Đây. Đây chính là hỗn hợp sau khi trộn sữa và thuốc. Con men tiêu hóa mà ơi. Đó.
cái men tội ấy, xem còn không? Men tội. Men tiêu hóa cho những cái, thật ra đây những cái thời tiết này là mấy năm nay mưa nắng thất thường. Thế thì nếu mà muốn cho con giúp mình ít bệnh ấy, thì thỉnh thoảng cái thời tiết bất lợi là chúng ta nên trộn thêm thuốc phòng. Men tiêu hóa. Men tiêu hóa nhá. Men tiêu hóa này cứ ăn 3-4 ngày chúng ta lại dừng lại tầm tuần. Hoặc là đợt nào mà dúi chúng ta nó ăn uống ít ấy thì không cho trộn vào. Men tiêu hóa này. Một gói này nó rơi khoảng tầm tạ thức ăn đấy. Mày nhỉ? Đến không? Đến. Đấy. Nên là chúng ta cho ăn ít thôi. Hát đâu nhỉ? Một gói này ví dụ chúng ta hôm nay trộn thành 5kg. 20 cân thức ăn mang vào khi thì dúi nó ăn cực ít, mà 20 cân thức ăn thì dúi nó ăn được khoảng tầm 400 con ăn rồi mọi người ạ, không phải là ít nữa. Đấy, thế thì một gói này chúng ta chia thành 5 lần cũng được. Men tiêu hóa không nên cho nhiều quá. Tại sao lại không cho ăn men tiêu hóa nhiều quá? Men tiêu hóa là rất nhiều loại vi sinh đối kháng để nó phân hủy cái thức ăn này thành cái chất dinh dưỡng, mà nó khi nó nhiều quá đấy thì là nó sẽ gây sốt ruột. Giống chúng ta uống quá nhiều men tiêu hóa chúng ta bị sốt ruột đấy. Nó tiêu hóa thức ăn nhiều quá. Cám này. Cơm. Đây là loại cám đắt tiền nhất, người ta gọi là cám máu nhá. Nếu mọi người chuẩn ra nó là tiêu bằng cám máu. Mà một số loại cám ấy, cho chúng ăn được thôi. Không phải loại nào cũng ăn đâu. Nó ăn bị chết tôi đấy. Không nên lúc đấy lại bảo thằng Lâm nó xui dại nhá. Nhiều người là học không đến nơi đến chốn, xong người tham khảo các trang trại không đến nơi đến chốn, cho ăn vớ va vẩn. Nay không ngô không à? Không. Mọi người mọi lần là mình ăn ngô bột, nhưng hôm nay bà Thanh mà cắt khẩu phần rồi. Cắt khẩu phần đi, nó ăn nhiều quá rồi. Bây giờ ăn nhiều quá, ăn nhiều ngô rồi. Giờ cho bột chè nha. Cơm phải trộn với cám phải có bột chè. Nếu ăn cơm phải có bột chè. Bột chè này nè, nếu mà mình trộn một nửa chậu cám sau khi trộn xong ấy, tức là sau khi trộn cám với cơm được 10 lít thì chúng ta phải cho từ 7 đến 10 lít bột chè tương đương ấy. Vì tại sao trộn nhiều bột chè thế? Ta trộn nhiều bột chè và con rúi nó rất thích ăn bột chè, vì bột chè ăn thơm là thứ nhất, thứ hai này rất dễ tiêu hóa. Nếu mà cho ăn mình cơm không á cũng được, nhưng mà rúi các bạn thỉnh thoảng hay sậm xoẹt tiêu chảy linh tinh đấy. Chính vì thế nên là chúng tôi trong quá trình cho ăn ấy là cũng sẽ phát hiện thêm một số cái chất độn rất là hay. Có người thì cho ăn chấu, nhưng mà thật ra chấu thì chấu nghiền đấy, ăn nó là càng cào suốt, cào đứt hết ruột. Dẻ rách nít. Còn mấy cái vị mà nuôi dúi mà nhìn cứ quậy quậy như thế thì bán cho ai? Dúi giống đấy, người ta làm chứ nó phải có quy trình đàng hoàng nhá. Làm này nó đẹp như tranh vẽ. Dúi nó ăn vào nó béo nó tốt, bán người ta mới mua. Tại sao ấy? Ông nào mà thằng Lâm này suốt ngày nó đăng lên mạng rồi, nó bán nhiều thế, ai cũng đến mua nó ủng hộ nó. Tôi làm tốt thì người ta mới ủng hộ, chứ còn lang thang mấy cái nhóm nùi dúi đây suốt ngày đến cứ thế, thằng này thằng nọ, rồi nó làm kiểu gì, nó lừa người ta đủ các kiểu. Toàn mấy cái thằng buôn dúi nó nhảy vào nó phán để nó dìm mê. Nó dìm pha đây. Thật ra này chất lượng tốt hay không thì mọi người bắt về khác biệt. Mà đến tận nơi tham khảo đặc biệt. Đấy, là làm thì người thật việc thật. Từ như rút luôn. Thế cái chậu này người ta gọi là chậu gì bà? Chậu siêu to khổng lồ. Chậu cám siêu to khổng lồ. Chậu cám siêu to khổng lồ. Đi. Lấy cho gì vậy? Hôm nay cháu cho bà kết hợp làm một cái vlog. Đấy, chậu cám siêu to khổng lồ. Này. Chào các em nhỏ với lại các chú, các bác nhá. Đây là chậu cám siêu to khổng lồ cho đàn rúi Mã Đạo của trại rúi Xuyên Việt. Đấy. Chào mấy nghìn anh em. Chào 5.000 anh em đang xem nhá. Đang xem. Mà cháu tôi làm chậu cám siêu to khổng lồ cho rúi ăn. Đây, đây 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 lại đây xem trực tiếp luôn sau khi cái trò cám mà trộn xong. Tiếu táo thế rồi, nhưng mà chất lượng cám nó phải là rất là ngon. Đây, thật ra nó thơm lắm, mọi người không hiểu là cái sữa nó thơm kiểu gì đâu. Đấy, nó mang lại cái chất lượng rất là tốt cho con rúi. Bây giờ nhá, mọi người xem. Đấy, vì một đôi rúi như thế này là mọi người thấy là cái đĩa này là cứ bảo tôi là cái đĩa này là dùng để uống nước. Không phải rúi tôi uống nước bao giờ đâu. Cái đĩa này là cho rúi ăn này. Đấy, trước khi cho ăn trước khi ăn là phải vệ sinh sạch sẽ. À thế à, thế không vệ sinh thì nó ăn là nó sinh bệnh ra. À, nhiều bệnh tật.
Thế bà quét nha. Sạch sẽ. Cháu cho ăn nha. Ừ. Hai con này cho ăn nhiều không bà ơi? Cho ấy khoảng hơn 10. Hơn 10 tí. Ok. Đấy. Trước khi ăn là phải vệ sinh bát sạch sẽ. Đấy mọi người nhớ thật, người thật việc thật. Đấy, đổ vào phát lại ăn luôn. Chứ đừng có kiểu là nhiều người cứ bảo là tôi làm màu trộn cám cho nó ăn thì để làm màu. Làm gì có chuyện đấy. Người ta chăn nuôi, người ta là người nông dân. Tôi có phải là cái thằng đa cấp đâu mà màu với không màu. Có gì tôi nói thế. Có mà gì. Sự khách đến thì lắm lúc lắm chạy nó vẽ cho một cái bánh vẽ rõ to này. Về này, nuôi rúi nhá thì ăn cho ăn chia ăn mía này. Cho ăn quả voi thôi, cho ăn cám nó béo. Cô cám này tôi cho có một ít thôi mà, tôi cho nhiều đâu mà nó béo. Cơ bản là những cái chất dinh dưỡng nó phải đủ. Đây còn một số cái thành phần dinh dưỡng nữa mà tôi còn chưa nhắc đến với các quý vị và các bạn đâu. Đấy, tôi còn phải giấu đấy nhá, nói thẳng là giấu ấy. Giấu để cho khách hàng của tôi cơ. Bí quyết. Đấy, nó gọi là bí quyết gia truyền ấy. Bí quyết gia truyền, tôi phải giấu đi một ít đấy. Tôi phải giấu đi đấy. Nếu mà ví dụ như kinh nghiệm này mình đến đây bắt lúc còn bé tôi còn chưa nói. Tôi chưa nói. Bao giờ mà dúi các bạn đến lúc tuổi sinh sản ấy nhá. Thì điện đây alo lâm ơi, nó chuẩn bị sinh sản này cho ăn thêm cái gì đây khắc nói. Nghe chưa? Đấy là bí quyết. Đừng có ai phản bác cái việc đấy. Tôi mất công mất sức, tôi mất kinh nghiệm, thời gian để tôi làm ra cái việc đấy, tôi có quyền giữ. Không có ai ép tôi là phải truyền ra để cho các cái trang trại khác ấy. Đấy. Quyết, đúng không ạ? À? Bí quyết phải giấu. Cái bí quyết cuối cùng là phải đây, thực hiện như... cho những cái người có lợi ích khách hàng của mình. Người này. Chứ không khách hàng mình. Của mình đúng không? Thật. Không ai đi phục vụ khách hàng người khác. Không ai phục vụ khách hàng của người khác cả. Mình phải phục vụ khách hàng của mình còn chưa xong đây. Mình giới thiệu mình vẫn phải giữ cái bí quyết của mình. À. Ai có lương thiện có thực đấy thì lấy thì mình đi bật bí quyết ra để chăn nuôi. Họ có ủng hộ mình thì mình mới làm gì có chuyện này. Bao nhiêu năm kinh nghiệm lại bóc hết ra cho họ. Bóc hết rồi những cái ông cứ đến. Tôi nói các bác như thế này, tôi rất thực tế. Khi các bác đến tham khảo trại tôi thì tôi cũng chỉ nói những cái gì mà tôi biết. Còn những cái bí quyết mà đến sinh sản nhiều ấy thì những cái đấy là tôi phải giữ cho những cái khách hàng sau khi đến tuổi sinh sản gọi điện tôi sẽ hỗ trợ. Chứ cứ bảo đến tham khảo đi bất giống ở một chỗ xong người đến nó tham khảo xem nó nói cái gì, nó giỏi đến mức nào, làm thế nào để sinh sản nó nhiều thế. Không có đâu, các bác nhầm rồi. Đấy, nói như thế các bác đừng tự ái. Đúng không? Một số trang trại bây giờ nhé, là họ có một cái bí quyết là nè, khuyến khích khách hàng là không nên cho ăn những thức ăn như thế này. Nhưng mà thật ra nó mà ăn mình che mình mía không ấy. Đến không phải nói mình nói như thế này không phải xúc phạm đến một ai hết. Nhưng mà đến các thầy sư chẳng hạn, tại làm sao họ lại phải ăn, họ phải ăn chay họ mới chịu được. Thứ nhất là về cái mặt tín ngưỡng. Thứ hai là nó ăn thịt suốt ngày động đực. Đúng không? Chứ thì dúi nó thế, các ông cứ cho ăn chè mía mới ngồi xem nó có đẻ không. Biết đâu là bài còn lèo tèo làm sao là chất lượng. Chất đề kháng của nó mà chừa được. Ăn thế này nó mới có chất. Nó mới đủ dinh dưỡng để nó nuôi lớn chứ. Đúng rồi. Nó sinh sản chứ. Bà cho đi cho quét thôi. Cho đây, mình vệ sinh này. Ôi, hai con đấy ngủ như lợn con này. Ôi, quả bát nó còn không dậy này. Đây này, ui, bà thấy đôi này đẹp không? Đôi này đẹp như tranh vẽ này. Mà thấy chưa? Mà lông mượt. Ôi, gãy nhưng mà chịu khó bế thì nó khó mới theo. Mới theo thì bé vẫn luyện thì bé. Mình không bế nó bao giờ, bế nó rồi mình sợ nó cắn cho đi. Thế bà nào bà bảo nó còn chưa đến nằm ngủ, nó còn vào cạnh bà nó ngủ đây. Có cái bà đem rúi đến đây bán đấy. Bà mua rúi của mình. Xong về bà ấy có đứa con nhỏ nó cứ chơi với nó suốt xong rồi thả đi. Thả nó chạy lăng nhăng nhà ấy. Cứ đi đâu nó theo đấy. Xong rồi lên giường ngủ nó còn chui lên giường, nó chui vào chăn nó ngủ. Chui vào chăn với bà ấy. Nhiều hôm mà lúc đục trong chăn này giật mình này tưởng là con mèo trong đấy. Hóa ra rúi lên ngủ cùng với người. Yêu nó từ bé. Yêu từ bé là nó thân thiện với người. Thứ nhất đấy, khi mà các bạn mà đến mua rúi một cái trang trại nào đấy, các bạn muốn nó chọn là rúi tốt ấy, là đầu tiên là phải nhìn cái dàn bố mẹ đẹp đã. Thứ hai là phải nhìn cái con non nó mới béo.
con non mà gầy như dơ xương thì ăn cái gì? Đây, cái đàn con non người ta nhìn lông nó mượt, nó béo như thế này, đúng không? Này, nếu mà các bạn mà nhìn thấy nó gầy như con mắm ấy thì bắt về trước muộn, sớm muộn thì cũng chết thôi. Toàn ba cái rúi lộn khổ mê. Xong rồi suốt ngày đứng lên như tuyên bố này đấy. Với hơn 10 năm kinh nghiệm nuôi rúi của chúng tôi, hàng mấy phân trại, hàng năm mấy phân trại, thu nhập hàng năm hàng chục tỷ đồng. Khả năng nghe cái quần lót bên trong mặc quần thủng bít, làm đếch gì có cái việc đấy. Tôi tuyên bố to mồm lắm, xong rồi ký giấy cam kết là đĩa này là tôi đổi, mà không đĩa, đĩa là tôi nếu đĩa ít, đĩa dưới 3 con hỗ trợ đổi con khác. Ôi xin lỗi nha, đến đổi nó đổi cho con dúi nhà nó khả năng còn mấy năm không đĩa rồi, nó sắp tự nhiên thì đổi lợn lặng. Xong rồi có nhiều trường hợp bác cứ đem bác muốn đổi đi, đổi đi. Xong rồi nó bảo dạo này chưa có dúi đổi, bác cứ để đấy đi, xong rồi hôm nào có dúi thì cho đổi. Để rõ ràng đem dúi nhà nó nửa năm nay rồi mà vẫn chưa gọi điện đến để đổi dúi nó, thế mới cay chứ. Xong đến lúc coi quần quải quải con dúi nó bảo bác lấy quần đấy, lấy một công thì phải nợ khất bác ạ. Ô thế thì có một mút mùa làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng ấy, ký giấy cam kết thế đúng không bà? Ừ đúng. Bên kia đi mua cái lan đột biến kìa, hồng nhiên thủy đàng hoàng kìa, năm cánh trắng không tên với người đẹp không tên này. Nên lúc mua có hai lá này, xong đến lúc nó lên nửa mét nó ra hoa. Thế đến lúc đấy thì coi này sai hoa rồi, đem phải báo hành đổi. Tôi bảo ngày xưa tôi bán ông có hai lá như này, bây giờ ăn dài bằng cái cán chổi này, tôi biết là cái cây nào là cây tôi. Ông bán bố cái cây đấy thì rồi ông lấy cái khác về ông bắt tôi bắt đèn à, đúng không? Hòa nhau thực tế luôn đấy. Hòa nhau. Ê, không chém gió nữa, mày quay sang bên kia quay bảo cho ăn đi nhá, hôm nay chém gió ăn đấy thôi. Ngày chém gió vậy rồi, chém gió nhiều quá. Hôm nay trời nắng nên nó sẽ ăn kém hơn mọi người ạ. Cám sữa nó thơm như thế đấy. Này, này ăn đi này. Đây này, con này đã đây, cứ cho đến đâu là ăn đến đấy rồi. Đấy, thấy chưa? Tranh ăn đấy, tranh nhau ấy, tranh nhau ấy. Thấy người mình nữa thôi. Bạn đừng nhìn thấy không? Con rúi nó to này, nó to nục nịch như thế. Đấy là một bí quyết chăn nuôi của chúng tôi đấy. Không phải đơn giản đâu, hai con này đang tranh nhau ăn này. Đấy. Bí quyết này là cái bật mí ý đấy. Ai người ta mua của mình giống thì họ ủng hộ nhà mình thì mình nghĩ là bật mí hết. Cho người ta về kinh nghiệm đây, ta đây, người ta mới dòng. Đây, đây, bà Thanh từ từ từ. Đây, quay con này này. Đấy. Chưa. Nhìn này. Chưa quả, ấy quả. Ăn rồi. Bà quả bát. Quả bát. Ê, quả bát. Đây, đây nhìn thấy chưa? Nó đấy, nó nghiện cái loại rúi này, nó nghiện cái cám của tôi cho nó ăn này. Đấy. Đấy. Chưa ăn là bắt đầu lại chạy vào tranh phần này, dí phần vào bát rồi đấy. Đấy ăn luôn. Bất bình với mọi người, con này nó gắn bó với tôi từ lúc cách đây 5 năm. Đấy, một người bạn bây giờ nó thật là bạn ấy đi tù rồi. Đi tù rồi. Đấy, bạn buôn hổ, bạn đi tù rồi. À. Đấy, còn cái này là bạn ấy bán cho tôi đây. Lúc đấy con này là 7 triệu này. Đấy. Này, bây giờ vẫn còn. Còn giữ được một con đấy. Còn đúng một con này là cách đây 4 năm là bắt đầu lao vào nuôi rúi mã đào. Nhìn là con đầu tiên trong đấy. Bây giờ nó già, lúc mình mua của nó là nó cũng đã đĩa được chục lứa rồi. Bây giờ con này phải có 10 năm rồi. Đây này, nó già lông nó thưa hết rồi, mọi người thấy không? Lông thưa hết rồi này, rụng hết rồi này. Đấy. Tại sao mình bảo nó già, nhìn con này xem. Con bên này lông dày mượt. Thế là mình đấy cũng phân biệt luôn cho mọi người một cách nữa. Đấy, cái nhân tiện đây phân biệt luôn cho mọi người cách thì mọi người có thể là đi chọn rúi. Nếu mà đến bắt con rúi nó già rồi lông nó thưa ngay. Đấy, lông nó rất thưa mà nó rất cứng. Còn những con rúi nó non ấy, nó mới đĩa 1-2 lứa ấy, thì là lông nó mượt, nó dày nha mọi người. Phải tinh táo, làm nông nghiệp phải tinh táo thì mới thành công được. Còn cứ ào mà đến ơi bà ơi ông bắt tôi nghe tôi tiến là tương tin tưởng ông bà cứ bắt đi. Xong về tuần sau còn cái đi. Đi vào trong kia, vào trong tôi sinh sản kia. Vào mọi người vào trong này cho dưới con xem dưới con ăn. Dưới con nó ăn ở trong đây. Chi tiếng lịt mà còn. Còn cái lịt. Hôm ấy trời nắng nóng ấy là cho vào nó không ăn đâu mọi người ạ.
Chính vì là sữa vừa nay đổ thêm nên nó không uống nữa. Ta vừa nay đổ thêm ở cái kia dưới đi lên. Ôi con này nó uống hết sữa rồi này, hai con này thì uống hết. Nhưng mà cái này vào, cái này đổ vào trong cám này luôn vào trộn chứ. Đây nào, trộn luôn trong cám này nào. Đổ vào trong cám được, mới vừa mới trộn mà. Đây mọi người này, đây cái rúi con này đang nuôi con nhé. Thì là mình sẽ bà Thanh sẽ trộn thêm cái sữa, pha với nước sôi để nguội nhá, sạch sẽ nhá. Xong rồi cho nó uống thêm để nó nuôi con. Thì lúc nãy bà cho uống buổi chiều nên là nó uống còn thừa thì mình lại đổ luôn vào cái cơm này mình trộn nó ăn. Đấy. Còn không thì nó phí lắm. Em đừng nhảy ra cho bà phân vào nha. Đấy, nghe bà bảo gì chưa? Đổ sữa khéo đổ cả phân vào đây ấy. Rồi nó lại ăn đĩa đấy. Ăn đĩa ấy. Nên là trong quá trình chăn nuôi cẩn thận. Không mà cẩn không cẩn thận á thì có mà còn cái nịt. Con này là bật mí mọi người là nó đẻ chết ba con rồi, còn mỗi con thôi. Nó to, con mẹ to quá. Mẹ đẻ đứa đầu to quá. Còn con mẹ này là 4 con. Đấy. Mẹ này là 5 con. Đây, 5 con. 5 con này là biết ăn rồi. Đó đây là tí lại tranh ăn mẹ đấy. Cơm nó vào đấy. Thế nó rồi lại vở giờ ấy mà. Đấy, con mẹ này cũng đang nuôi con này. Đấy, đang chạy lít nhít này. Đấy. Lít nhít lít nhít trong đấy. Đây nữa. Con này nữa. Con này uống hết cái bát sữa. Khiếp thật. Chúng mày uống cái này thì nuôi thế nào được. Bồi thêm ở dưới kia này nó uống hết đấy. Đấy. Con này đang nuôi con này. Con đấy nuôi con. Đây, con này đang nuôi con. Cái khu dưới này là khu mình không cho ai vào đâu nhá mọi người nhá. Chỉ quay phim cho mọi người xem thôi. Còn mọi người thông cảm đến chơi đừng có tự ý vào đây. Nhiều người tôi chốt cửa ở kia rồi. Nhưng mà treo cái biển là không được vào khu di sản nhưng cứ mở cửa chạch vắt xong đi thẳng vào nghêu ngào gì. Làm như bố đời. Làm như thế là chỗ nào cũng vào được á. Đã đến chơi đến thăm rồi thì mọi người nên y tứ một tí. Cái khu nào tôi cho vào được là cho vào. Không có thì nó gây thiệt hại cho tôi. Trong quá trình chăn nuôi thì tôi cũng là giống các anh thôi, cũng là người nông dân thôi. Bây giờ chả biết bán được cái anh con nào chưa đến chơi thôi. Mà anh đã cắn mất mấy ổ rồi. Thế ăn cái gì, lấy đâu mà tiền mà giả cho bà ấy. Đúng không? Lên đi cho con. Lấy đâu ra mà giả cho tiền công nhân. Con này đĩa lứa đầu đĩa chết con còn mỗi con đấy. 4 con, 5 con đĩa còn mỗi con. Mọi người ạ, những con đĩa lứa đầu là nó bóng lắm. Nó to như xúc thịt thế này, 5 cân đây này. 5-6 cân này, chỉ ăn không thôi. Lúc đĩa con ra đĩa chết con. Đấy, chăn nuôi đâu vậy là suôn sẻ hết đâu. Cứ tính như mấy cái ông ấy. Con rúi này mỗi năm kiếm 20-30 triệu. Con này sắp đẻ rồi. Mỗi năm kiếm 20-30 triệu. Cứ đĩa ra là có con rồi, thế công tính là đĩa ra nó hầu tà. Xong rồi cứ tính à, 1+1=2, 2+2=4. Tính cua trong lỗ. Xong rồi bắt cua. Mỗi lỗ 2 con. Mỗi lỗ 2 con. Móc 2 con lỗ là 4 con. Mỗi lỗ 1 con thì là chả con này sắp đĩa rồi. Đấy, mẹ gì mà bố con lông lốc kia xong rồi chui vào bát ăn. Chịu. Như thế thì cô mà còn cái nịt. Đây này. Ăn này, đấy bỏ con nằm ở chỗ nó ăn. Đây con này nhá, sao nó đĩa to nhỉ? Lúc nó đĩa là đúng bằng cán dao luôn này. Cán dao. Nhưng mà mọi người tránh chú ý nhá, nó đĩa này nhá, nhiều người là lấy tay chạm vào con nó nhá là nó ăn con luôn nhá. Không được chạm tay vào con nó. Con này là 4 con giờ còn khi nào nó to bằng cái bắp tay này, có bắt thì mới bắt được đây này. Khi nào nó to bằng cái bắp tay này thì có bắt mới bắt được nhá. Cứ bé bé mà bắt là nó cắn con hết đấy. Đừng mọi người đừng tưởng là thích cái bắt. Nhưng con này tách mẹ ra thời gian là bắt đầu là mình không sợ con nó nữa, nó không đối với mẹ nữa, nó dữ lắm. Nên là trong quá trình chăn nuôi cũng phải cẩn thận. Thôi bà cháu tôi kính chào mọi người nhá. Xin chào mọi người. Xem video vui vẻ nhá. Mọi người xem video là Trà Dứ Xuyên Việt nhá. Xóm Bình Long, xã Bảo Chánh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên.